Máy bay Nguyễn Dung hướng dẫn sử dụng máy may Yuki HZL E507. Yuki HZL E507 là một cái dòng máy may nội địa Nhật, máy may gia đình đa năng, máy có thể may giả các sổ làm khuy và chạy trang trí. Đây là tất cả các cái kiểu may của cái dòng máy này. Nó có tất cả là 20 kiểu may ha, và bao gồm có may giả các sổ làm khuy và chạy trang trí các kiểu, thì nó có thể là may hoàn chỉnh một sản phẩm tại nhà. Rất là tiện đối với công việc may vá. Và đặc biệt cái dòng máy này thì nó có 4 cái chế độ làm khuy. Đối với những cái nhà may, những cái tiệm may á, thì mình cũng có thể là sử dụng cái dòng máy này để chuyên làm khuy ha, hoặc là chạy các cái đường trang trí. Các cái dòng, những cái dòng máy này á, thì mình bán cho các cái nhà may rất là nhiều, và được phản hồi rất là tốt về cái chất lượng máy. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bước sử dụng máy ha. Đầu tiên á, là đây là một cái máy may nội địa Nhật, cho nên mình sẽ sử dụng điện 110V. Thì đây mình có dán một cái lưu ý ha. Mọi người lưu ý giúp mình là mình sẽ rút cái dây ở phía bên phải của máy cắm vào cái biến thế điện. Như ở trên màn hình là biến thế điện màu xanh, thì khi mua máy ở bên máy may Nguyễn Dung sẽ được tặng kèm một cái biến thế điện, có thể là màu xanh, màu vàng, màu đen, sẽ tùy đợt nha. Nhưng mà mình sẽ cắm máy vào cái biến thế điện đó, sau đó mới cắm cái biến thế điện vào cái nguồn điện nhà mình và mở công tắc đây. Mở công tắc lên ha, đèn sáng và mình sẽ may. Rồi bước tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn thao tác là đánh suốt. Đây là cái suốt để sử dụng cho dòng máy này. Suốt này có chiều cao là 11.5mm, tính phủ bì ha. Và mình có thể sử dụng suốt sắt, suốt nhựa, suốt inox đều được nha. Miễn sao cái chiều cao của suốt là 11.5mm. Và để đánh suốt thì mình sẽ kéo chỉ như sau. Cuộn chỉ thì mình sẽ để ở đây, sau đó mình sẽ đẩy chận chỉ này lại ha. Rồi mình kéo chỉ theo hướng mũi tên nét đứt. Đây ha, ở trên máy có mũi tên nét đứt này. Đây, mọi người nhìn thấy này, mũi tên nét đứt ha. Mình sẽ kéo từ đây. Rồi, sau đó thì mình sẽ vòng lại nè. Vòng lại ha. Sau đó mình sẽ móc vào đây. Móc vào cái móc này. Đi lọt giữa đồng tiền. Đồng tiền này là gọi là đồng tiền đánh suốt. Mình sẽ để cho sợi chỉ lọt giữa cái đồng tiền ha. Sau đó nè, mình sẽ kéo cái đầu chỉ. Mình sẽ kéo cái đầu chỉ nè. Chừa cái đầu chỉ khoảng 10cm. Tay trái mình cầm cố định cái đầu chỉ. Tay phải mình sẽ quấn cái đầu chỉ đó đó vào cái suốt đã được cố định ở trên cái cần đánh suốt đây ha. Cố định trên cần đánh suốt đây. Sau đó mình bật cái cần đánh suốt qua bên phải và bấm nút may dừng. Rồi, khi mình bấm nút may dừng thì cần đánh suốt sẽ quay và chỉ được quấn vào trong suốt. Khi mình thấy nhu cầu đủ rồi thì mình sẽ bấm nút may dừng một lần nữa và cần đánh suốt dừng lại. Mình sẽ gạt cái cần đánh suốt qua bên trái và lấy suốt ra để dùng. Đó là cái thao tác quấn chỉ suốt. Rồi tiếp theo là thao tác đi chỉ. Đối với thao tác đi chỉ thì mọi người lưu ý giúp mình. Thứ nhất là đối với tất cả các cái dòng máy ha, mình sẽ dỡ chân vịt lên khi đi chỉ. Đây là cái cần nâng hạ chân vịt của dòng máy này, mình dỡ chân vịt lên. Cuộn chỉ mình cũng sẽ để ở đây và chọn cái đầu chỉ lại. Đối với những cái cuộn chỉ lớn á, thì mình sẽ để cái cuộn chỉ ở trên mặt bàn hoặc là dưới mặt đất, sau đó mình cũng kéo theo các bước tương tự ha. Rồi, mình kéo chỉ theo hướng mũi tên nét liền. Đây, đầu tiên mình sẽ móc vào đây ha. Đó. Sau đó kéo thẳng xuống dọc mũi tên, xuống dọc khe bên phải. Đây, dọc xuống, gặp cái phần này thì mình sẽ vòng lên. Rồi, tới bước này, mọi người lưu ý là lúc này mình sẽ đưa cái cò, là cái cò là miếng inox này ha. Đưa cái cò về vị trí cao nhất của cò. Sau đó mình bật, mình kéo cái sợi chỉ nè. Mình đưa tay nè, từ bên phải mình đưa qua bên trái thì chỉ nó sẽ móc vào trong cò. Lưu ý là chỉ phải móc vào trong cò. Nếu như mà chỉ không có móc vào cò là mình sẽ may không được nha. Rồi, kéo thẳng xuống. Sau đó mình sẽ móc cái đầu chỉ nè. Mình sẽ móc cái chỉ vào cái móc inox ở trên đầu kim. Rồi, sập chân vịt xuống. Rồi, tới bước này rồi mình sẽ xỏ chỉ qua lỗ kim. Nếu như mình xỏ thủ công á, thì mình sẽ xỏ cái sợi chỉ từ trước ra sau cái lỗ kim ha. Còn ở đây mình có cái cần xỏ chỉ tự động thì mình sẽ dùng cần xỏ chỉ tự động. Thao tác xỏ chỉ tự động như sau nè. Tay phải mình cứ cầm cái sợi chỉ ở phía bên này đi. Tay trái mình kéo cái cần xỏ chỉ tự động xuống ha. Khi mình kéo xuống hết cỡ rồi thì mình sẽ đẩy cái tay mình ra sau một chút. Đẩy cái ngón tay trỏ này ra sau một chút. Thì lúc này á, nó cái cần xỏ chỉ nó sẽ ôm vào bên trong cái lỗ kim. Và lúc này cái lưỡi rè nó đang đi xuyên qua lỗ kim. Mình sẽ móc cái sợi chỉ này, móc ngang vào đây. Sau đó mình để cái sợi chỉ ở phía trước của cái kim nha, nhưng mà ở bên dưới cái lưỡi rè đó. Rồi mình buông dần cả hai tay nè, buông cả hai tay. Thì lúc này chỉ đã được lôi ra sau cái lỗ kim. Đó, rất là dễ ha, rất là dễ, đã xỏ chỉ xong. Rồi, mình thao tác lại một lần nữa. Rất là dễ nè. Đó, mọi người thấy vậy không? Chỉ cần khoảng 1 giây thôi là mình đã có thể xỏ sâu được chỉ qua lỗ kim. Rồi, tiếp theo mình sẽ gắn chỉ dưới ha. Mở cái nắp này về phía bên phải. Đó, thì cái nắp ổ thuyền nó sẽ mở ra. Mình sẽ lấy cái suốt cũ ở trong máy ra. Sau đó mình gắn cái suốt mới của mình vào, cần gắn vào ha. Rồi, cái chiều đi của chỉ ở trong suốt như sau này. Đó, cái chiều như vậy ha. Tức là tay phải mình cầm cái suốt, tay trái mình cầm sợi chỉ. Như vậy, sau đó mình để vào bên trong, để chỉ vào bên trong. Rồi, ngay cái vị trí đây, ngay cái vị trí này ha, nó sẽ có một cái khe. Đây,
có một cái khe, mình sẽ móc cái sợi chỉ vào cái khe đó và móc qua bên trái, mình để nguyên vậy nha, mình để nguyên vậy. Rồi tiếp theo mình sẽ câu chỉ lên bằng cách nè, tay trái á mình cầm cái sợi chỉ trên, tay phải mình xoay vô lăng, xoay vô lăng ha, mình xoay về hướng người mình, lưu ý nha, xoay về hướng người mình, xoay khoảng 1-2 vòng á thì cái chỉ trên nó câu cái sợi chỉ dưới lên nè, đó mọi người thấy không? Rồi lấy hai sợi chỉ ra, sau đó để bên dưới chân vịt và lôi ra phía sau, đó cả hai sợi chỉ lôi ra phía sau, rồi mình sẽ đẩy cái nắp cổ thuyền lại và tiến hành may thôi. Đây là một số cái kiểu đường may mà mình đã may trên cái dòng máy này, rất là đẹp ha, đường may rất là sắc sảo, đường may rất là sắc sảo nè, đó trên dưới rất là đẹp luôn. Rồi để may thì mình thao tác như sau, để cái miếng vải hoặc là cái thành phẩm bản thành phẩm mà mình cần may sập chân vịt xuống, rồi mình sẽ lựa chọn kiểu may. Ở đây có tất cả 20 kiểu may này, mình lựa chọn cái kiểu may nào á thì mình sẽ đèn sẽ sáng ở cái vị trí hàng và cột đó, ví dụ ha, may đường thẳng thì đèn cột dọc nó nằm ở đây và cột ngang nó nằm ở đây. Rồi ví dụ như may dít dắt á thì nó sẽ nằm ở đây, với các AC này ha, thì mình sẽ bấm nút này để cho cái đèn cột dọc này nó về cái vị trí này, đó đây, đó là đang may dít dắt ha. Rồi bây giờ may đường thẳng này, đường thẳng. Rồi muốn may đường thẳng thì mình sẽ may nè, đã muốn lại mũi thì mình sẽ bấm nút lại mũi nè, mình lại mũi bao nhiêu thì mình cứ giữ cái nút lại mũi, đến khi mình ngưng giữ thì nút lại mũi nó sẽ, thì máy nó sẽ dừng lại và mình bấm nút may dừng để máy tiếp tục may, muốn dừng thì mình bấm nút may dừng một lần nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các cái nút chức năng của máy ha. Rồi trên máy thì mình đã dán sẵn các cái nút tích cơ này, đó các cái tích cơ, các cái nút chức năng của máy. Rồi để thay đổi tốc độ may á thì mình sẽ điều chỉnh cái nút này, đó mình sẽ điều chỉnh cái nút này ha, về phía con rùa là chậm, về phía con thỏ là nhanh, đó đây là đang tốc độ chậm ha, mình muốn tăng tốc độ thì đẩy về phía con thỏ, muốn giảm tốc độ thì đẩy về phía con rùa, đó tốc độ bao nhiêu là tùy thuộc mình ha. Đây là cái nút để mình điều chỉnh cái độ thưa dày đường may, mình muốn điều chỉnh độ thưa dày đường may thì mình nhấn cái nút này cho cái đèn này nó sáng lên là mình có thể điều chỉnh được. Mình gạt nó về phía bên trái là đường may nó sẽ rất là dày, đó đường may dày ha. Còn muốn chỉnh thưa ra thì mình sẽ chỉnh về phía bên phải, đó thưa bao nhiêu thì sẽ tùy mình ha, đến cái mức này là hết cỡ. Đó ở đây mình có một cái nút này, khi mình mở đèn cái nút này sáng lên tức là máy sẽ lại mũi tự động, tức là như vậy. Bây giờ nè, đó thì mình sẽ nè, đó máy sẽ may và lại mũi tự động đó, mọi người thấy không? Đó sau khi lại mũi tự động thì máy sẽ may thẳng bình thường, à, máy sẽ may thẳng bình thường đó. Rồi ở đây có một cái bánh xe gọi là bánh xe lỏng chặt, thì mình sẽ điều chỉnh cái độ lỏng chặt của cái bánh xe, của cái đường may chỉ trên ở cái bánh xe này. Khi mà mình đẩy nó về cái hướng có cái dấu dương, tức là máy nó sẽ cái đường may nó sẽ chặt lên, và nếu mà mình điều chỉnh nó về cái hướng mà có dấu âm thì cái chỉ nó sẽ lỏng ra. Đó ở cái mức mà cái vùng đen này nè là cái mức trung bình ha, thì tùy thuộc cái đường may ở trên vải để mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Ở phía bên hông của máy, rồi ở phía bên hông của máy thì nó sẽ có một cái dao cắt chỉ ở đây ha, khi mình may xong cái mình kéo lên, mình kéo lên mình cắt này, đó là chỉ nó sẽ được cắt rất là dễ dàng ha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cái thao tác thay chân vịt và thay kim. Để thay chân vịt thì rất là dễ, ở phía sau của trụ chân vịt nó có một cái cần như vậy, mình sẽ nhấn vào cái cần này thì cái chân vịt cũ nó sẽ rơi ra. Muốn gắn cái chân vịt vào thì trên mũi cái chân vịt á, như là chân vịt, đây là chân vịt đa năng ha, rồi chân vịt làm khuy nè, đó các cái chân vịt, các cái bộ chân vịt trong máy may gia đình á thì nó sẽ có cái thanh ngang như vậy, ngang như vậy ha. Mình sẽ để cho cái thanh ngang này và cái rãnh ở trên trụ chân vịt á nó trùng khớp vào nhau, sau đó mình đẩy cái chân vịt lên đó thì nó sẽ dính vào, đó rất là dễ ha. Đối với cái dòng máy này thì nó sẽ được thiết kế là cái hộp phụ kiện nó sẽ lỏng ra như vậy, thì sẽ rất là tiện cho các cái chi tiết mà mình cần may vòng tròn. Mình lấy ví dụ như bây giờ mình muốn may cái vòng cổ áo ha, thì mình sẽ chồng nó vào như vậy đó, mình sẽ chồng như vào, và với cái khoảng này thì nó sẽ rất là dễ, kể cả những cái gọi chi tiết như là ống quần ha, ống quần, ống áo, ống tay áo đó, mình làm được rất là dễ. Rồi tiếp theo là sẽ là thay kim, thì thay kim sẽ như sau. Ở trên cái trục kim này nè có một cái ốc, thì mình sẽ vặn cái ốc này ra đó để cho nó lỏng trục kim và cái kim cũ nó sẽ rơi ra nè. Đó kim này là kim máy may gia đình có ký hiệu là HA-1, mọi người có thể mua ở Lazada, Shopee hoặc là các cái tiệm bán phụ kiện may ha. Rồi mặt phải và mặt lồi, mặt phẳng và mặt lồi, mặt phẳng sẽ úp vào bên trong và mặt lồi sẽ hướng về phía mặt mình, đẩy lên hết cỡ, đẩy lên rãnh trục kim hết cỡ, sau đó vặn cái ốc này lại thiệt là chặt, đó vặn ốc lại thiệt là chặt thì là mình đã thay kim xong, rất là dễ ha. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn các bước căn bản để sử dụng cho chiếc máy may Yuki HZL E507. Mọi người có thể
Mọi người cần hỗ trợ kỹ thuật cái dòng máy may nào, hoặc là cần được hướng dẫn các thao tác sử dụng của cái dòng máy may gia đình nào thì có thể comment ở phần bình luận bên dưới của video này ha. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ máy may Nguyễn Dung trong suốt thời gian qua. Để liên hệ mua máy cũng như được hỗ trợ thì mọi người liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình. Và lưu ý, máy may Nguyễn Dung chỉ có một số điện thoại hotline duy nhất. Tất cả những cái số điện thoại khác mà gọi đến để quảng cáo hoặc là để nhận quà tặng là đều là giả mạo nha. Mọi người có thể liên hệ lại với số điện thoại này để xác minh trước khi sử dụng các cái dịch vụ của máy may Nguyễn Dung. Cảm ơn tất cả mọi người ạ.